Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Bây giờ là 7:30 buổi tối thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021. Đây, và hôm nay thì cơ sở đồ cũ Bùi Tuấn xin được gửi tới toàn thể quý vị và các bạn mấy cái món sản phẩm nhỏ khay trà đó để trưng bày chất liệu bằng gỗ chắc. Và quý vị hãy theo dõi hết kỳ video clip này để chúng tôi quay gửi tới cho quý vị. Và chúng tôi sưu tầm được cái lô này là 4 chiếc thưa quý vị, 4 chiếc ạ, rất đẹp luôn. Và giá cũng cực kỳ là hợp lý nhá. Đó, khay chắc này, khay này là khay chắc khảm ốc Singapore. Và tôi sẽ đọc thông số luôn để cho quý vị biết được kích thước. Khay này thì là chiều dài là 40 và nhân chiều ngang là 28. Đó, 40 này, ngang 28 và cao là 13. Còn khay này thì là một chiều là 37 này. 37 và nhân 22 và cao từ đất lên đây là 11 đến 115 nhá. Đó. Và đây thì tôi sẽ quay cho quý vị xem các khay này trước. Đây, khay này khay gỗ chắc này. Chất liệu bằng gỗ chắc tà được khảm ốc Singapore nhé, loại 4 loại 5 thôi nhá thưa quý vị, cả cừu khổng bào ngư nhá. Được khảm cảnh tích là nhị thập tứ hiếu này. Dưới thì là được khảm đường dây dưa nho sóc trần quỳ có 4 răng. Đó, và khay này chúng tôi bán là giá là 3,5 triệu một chiếc nhá. Đó, khay rất đẹp, ốc rất đẹp luôn Singapore. Cả xác này, cừu khổng bào ngư này. Tuyệt vời luôn ạ thưa quý vị. Và đây được khảm tứ diện 4 mặt như nhau nhá. Và chúng tôi vừa sưu tầm được cái lô cũ này thì chúng tôi lên luôn video clip để gửi tới quý vị xem này. Đó. Và đây chúng tôi bán ba cái này là đồng giá là 3,5 triệu một chiếc. Rất lâu rồi chúng tôi lại sưu tầm được mấy chiếc này rất đẹp này. Đây, và chiếc này đây ạ. Cũng tương tự như vậy. Chất liệu bằng gỗ chắc ta rồi. Đó, chắc ta, chắc đen, chắc đỏ đen. Cái tứ diện này hay rất đẹp. Quý vị nào có nhu cầu có thể liên hệ cho chúng tôi. Đây là số điện thoại của chúng tôi là 0836269999 này và 0985230888. Và chiếc khay trong này cũng tương tự cũng như vậy nha này. Rất đẹp. Chất gỗ chắc và lành lặn nguyên zin nhá. Gần như là đến 95% nhá, không có gì cả, sứt bẻ gì cả. Và đây chiếc khay đặc biệt. Chiếc khay này chúng tôi bán giá là 5 triệu nhá thưa quý vị. Nó trơn cong quỳ này. Đó, dáng rất đẹp. Đây quý vị xem này ạ. Và dạ thì thách ra hơn cái dạ sập luôn. Đó, hàng này hàng kỹ nhá. Những cái khay như này thì có trên thị trường thì có những loại 2 triệu, 3 triệu nhưng rất nhiều nhá thưa quý vị. Nhưng hàng này chúng tôi là hàng có mộng nhá. Hàng có mộng và soi rất là kỹ. Đó, tùy theo tiền nào của đấy nhá. Và đây, dưới đây thì nằm răng này. À, chắc ta 100%. Từ các cái đường chỉ soi với mộng mẹo làm rất là kỹ. Tứ diện và trên mặt đá, đá tàu này. Vân rất đẹp luôn. Ở bên này rất đẹp luôn ạ thưa quý vị. Và ngoài cái sản phẩm là mấy sản phẩm nhỏ nhỏ, chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm khác nhé. Và hôm nay chúng tôi không lên được video clip do là chúng tôi bận bọc các cái sản phẩm để sáng mai để bàn giao cho khách sớm. Đó, bàn giao sập tủ cho khách. Chúng tôi có rất là nhiều đồ. Đây, xe chúng tôi chuẩn bị đến để bàn giao cho bác khách hàng những cái sản phẩm này rất đẹp. Và quý vị xem video clip chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những sản phẩm mà chúng tôi đang nghe nhé. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.